Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Phone Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gun El Munnen. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 52. Nhân viên của chúng ta sắp chết đói rồi, trong khi những kẻ lo chuyện quốc gia lại ngồi đây nói những lời vô nghĩa, thật là đáng ghét. Một người đàn ông đột ngột lao lên bục phát biểu, con dao trong tay anh ta lấp lánh dưới ánh mặt trời ngay lập tức hi chu nhận ra anh ta đó là một trong những người biểu tình mà cô đã thấy ở lối vào a à, hi chu phản ứng chậm vừa giơ hai tay lên thì người đàn ông cầm dao lao tới bỗng nhiên ngã nhào cũng lúc đó chiếc mũi nhỏ của cô đập vào ngực của bexa ơn anh ta vội vàng ôm chặt hi chu rồi không chút do dự đá ngã người đàn ông đó để đạt được sự phục hồi xanh và chuyển sang nền kinh tế thấp carbon, chúng ta phải tích cực phát triển các công nghệ khoa học cần thiết. Bexa ơn đá mạnh và chính xác. Cuối cùng người đàn ông lăn ra đã bị bảo vệ nhanh chóng không chế. Dù bị kéo đi, anh ta vẫn la hét ầm ĩ, nhưng Bexa ơn hoàn toàn không bị dao động. Anh ta trông thật sự không hề mất bình tĩnh. Ngay từ đầu nhịp điệu của anh không hề bị phá vỡ thậm chí trong lúc đá anh vẫn tiếp tục buổi thuyết trình vậy là tay của Hi chu tự nhiên chuyển động ngôn ngữ ký hiệu đã được huấn luyện tốt của cô gần như được thực hiện trong nháy mắt mặc dù tai cô ù ù đôi chân trở nên mềm nhũn nhưng giọng nói kiên định của bé xa ơn như một sợi dây dẫn đường cho cô việc chia sẻ các công nghệ này với các nước đang phát triển là nhiệm vụ của chúng ta nhưng anh ta vẫn không rời tay khỏi vai cô ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Hi Chu, chứ không phải phóng viên tiếp tục buổi thuyết trình của mình. Hơi thở có phần gấp gáp và giọng điệu sắc nhọn, thậm chí là ánh mắt giận dữ lướt qua mặt Hi Chu. Không biết từ lúc nào, hai người đã không còn đứng cạnh nhau nữa mà đang đối diện nhau trong buổi thuyết trình, tạo thành một tư thế kỳ lạ. Để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững này, chỉ dựa vào sức lực của bản thân là khó khăn, vì vậy, quan hệ đối tác là vô cùng quan trọng sự khác thường này không chỉ họ nhận thấy mà các phóng viên và người dân đang xem cũng đều kinh ngạc xôn xao bàn tán sau khi buổi thuyết trình kết thúc mọi loại tiếng vỗ tay vang lên hi chu hơi bối rối gật đầu nhưng khuôn mặt cô bị anh ta mạnh mẽ giữ lại có sợ không chỗ nào đau không lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm hơi thở của cô gấp gáp trước mắt là một làn sóng choáng váng Bác xa ơn kiểm tra mạch ở tay cô, rồi thấp giọng nguyền rủa tên điên đó. Trước tiên, bình tĩnh lại, bài thuyết trình của em rất tốt. Chỉ một câu công nhận ấy đã khiến Hi Chu cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng. Bác xa ơn kéo cô xuống khỏi bục phát biểu, dẫn cô tới phòng nghỉ và khóa chặt cửa lại. Sau đó, anh ta ôm chặt cô, người đang xúc động vì sợ hãi. Từ khi gặp em, trên thế giới này không còn nơi nào là an toàn. Dù có để em ở lại công viên giải trí, anh cũng sẽ lo lắng chết mất. Anh đặt cầm lên đỉnh đầu Hi Chu và ôm chặt lấy cô. Hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay của Bách xa ơn, hơi thở quen thuộc của anh phả vào mặt cô. Có lẽ cả đời này sẽ như vậy. Anh nhẹ nhàng thở dài, giọng nói mang một vẻ ngọt ngào kỳ lạ. Má anh mịn màng trà sát nhẹ lên đầu Hi Chu âm thanh truyền từ lồng ngực anh như tiếng nhịp đập của trái tim sâu lắng đó là cảm giác thuộc về một thế giới rộng lớn a à, đột nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm giác cuộn trào dù trước mắt là một mảnh tối tăm cô vẫn bị bản năng hút theo tiếng nói đó đó là một tia sáng dẫn đường cho cô bước tiếp cảm giác ngộ ra đến một cách bất ngờ em đối với anh lột bỏ lớp vỏ cứng đầu Trái tim trở nên trong suốt. Cuối cùng, chính sự quan sát từ số 406 đã nhìn thấy trái tim anh, dần dần, từng chút một xóa bỏ những vết thương kiên cố như bền bỉ. Càng Hy Chu che giấu và gần gũi, người đàn ông càng lộ rõ hơn. Chúng ta có một con đường khác sao? Cô nhớ lời thú nhận thô bạo mà anh ta đã bột miệng trong cơn say mê. Dù chủ ngữ không rõ ràng, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một người. Người đang run rẩy dưới thân anh. Nếu em còn một chút không gian, chúng ta có thể trở nên khác biệt không? Nếu em tiết lộ em là số 406, anh có thể chấp nhận không? Em muốn vừa có sự kiên trì với vợ, vừa có sự quan tâm đến số 406. Vào lúc đó, Hi Chu bỗng nhiên trở nên tái nhợt, nắm chặt cánh tay anh. Cổ tay áo vét dày bị dao cắt rách nhìn thấy vết đỏ nhỏ trên da lòng cô bỗng nặng trĩu không sao đâu chỉ là vết cắt nhỏ vết chầy thôi mà anh ta không bận tâm quay tay lại rồi rút ra vẻ mặt vẫn thản nhiên sau đó anh có vẻ không hài lòng với khoảng cách giữa hai người liền kéo cô trở lại một cách nghiêm khắc đi đâu hi chu ngoan ngoãn chui vào vòng tay anh khi ra ngoài để về nhà có vài ánh mắt hướng về phía cô Hi Chu cố gắng không để ý đến những ánh mắt rơi vào mặt mình, bước đi nhanh hơn. Vết ửng đỏ kỳ lạ trên mặt cô mãi không thể phai đi. A à, a. À, à. Tiếng chuông chói tai vang lên, Hi Chu vội vàng tìm kiếm trong túi. Màn hình điện thoại hiển thị là số hạn chế. Vừa nhìn thấy màn hình, trái tim của cô ấy đập loạn nhịp. Lại vào lúc này, khi Hong Hi Chu còn đang do dự, mặt tái mét có người nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào cầu thang thoát hiểm. lực kéo mạnh đến mức khiến xương cốt cô như muốn vỡ ra. Hồng Hi Chu bị hất vào góc, vội vàng xoa xoa cổ tay đang đau. Hồng Hi Chu, cô là đứa nào thế? Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của chị, cô cảm giác như mọi suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu, máu trong người như đang dần cạn kiệt. Không phải chứ? Cô mơ hồ hỏi lại. Cô không phải là như tôi nghĩ đúng không nhưng hong hi chu không thể nói gì cô có quá nhiều điều không thể nói ra đặc biệt là những điều cô vừa mới hiểu ra biểu cảm của cô trên sân khấu hong in a nhớ lại điều gì đó khẽ cười nhạt cô thật sự thích bác xa ơn sao hong in a xoa xoa tóc cắn môi tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với chị hong hi chu lặng lẽ cúi đầu Hong In A ngay lập tức chuyển sang câu hỏi khác. Cô bắt đầu thích từ khi nào? Không còn chỗ trốn nữa. Hong Hi Chu từ từ động đậy tay. Móc lửng, đã một khoảng thời gian rồi. Nghe xong, Hong In A nhìn lên trời cười một cách chua chát, rồi đá mạnh vào tường, ngồi xuống che mặt. Đối diện với khi thế không thể hiểu nổi của chị, Hong Hi Chu rụt vai lại. Nếu thích chồng sắp cưới của chị thì có nên xin lỗi không? đã vô tâm đoạt lấy thứ thuộc về chị. Vậy có phải xin lỗi không? Hồng Hy Chu cúi đầu, cố gắng xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn. Đột nhiên, chị đứng phát dậy, ánh mắt cháy bỏng như lửa. Nếu nàng tiên cá, không cứu hoàng tử đuối nước, mà là nhìn thấy điều khủng khiếp trên tàu của hoàng tử, liệu nàng còn thích anh ta không? Trong một khoảnh khắc, đủ loại cảm xúc ảo đến như dòng thác, nhưng cụ thể là gì thì không thể phân biệt được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá mãnh liệt. Chỉ có sự giận dữ và sợ hãi của Hong In A là rõ ràng hiện lên. Hong Hi Chu, chị biến mất trước ngày cưới vì. Chị chỉ bỏ trốn thôi. Vì không ai tin chị, từ ba cho đến bất kỳ ai. Chị không có ai có thể tin tưởng, nên đã bỏ tất cả mà chạy trốn. Cô ấy hình như vẫn giữ thói quen dùng ngôn ngữ ký hiệu, giận dữ vung tay trên không trung, nghiến răng nói sau đó hong in a căng thẳng nắm lấy vai hong hi chu trong ký ức của hong hi chu chị luôn là người bình tĩnh vì vậy khi thấy chị kích động như vậy cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm đối diện với cảnh tượng bất thường này hong hi chu nắm chặt tay lại chị giả vờ không biết nguyên nhân chị mất tiếng là nhân á ngập ngừng há miệng ngoài sự ích kỷ của chị ra giữ im lặng lại là điều tốt hơn như vậy an toàn hơn Câu nói này nghe thật khó hiểu. Hong In A nhìn quanh một lượt, ánh mắt run rẩy, rồi cúi đầu. Khi mặt chị gần lại, Hong Hi Chu thấy lòng trắng mắt của chị đỏ lên. Chị khẽ nói, khi còn nhỏ, tôi đã nói những lời không nên nói. Còn người của chị vẫn run rẩy, trông rất sợ hãi. Anh chàng này không phải bếp xa ơn. Khuôn mặt của anh ta khác, ông ạ. À. Nghe thấy cái tên bất ngờ, mắt Hong Hi Chu mở to hong in a mặt tái như ma bắt chước giọng điệu của đứa trẻ mà nói tôi đã nói với nghị sĩ bét trang hô những lời đó tôi bảo ông ấy không giống với khuôn mặt tôi từng gặp trước đây chị lo lắng liếm môi khi đó biểu cảm của nghị sĩ bét trang hô Ho, hong in a nhớ lại khoảnh khắc đó vai chị không tự chủ được mà run lên mọi thứ xảy ra trong khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ ngay trong khoảnh khắc giới thiệu chồng sắp cưới khi nhân án tự hào chỉ tay về phía bách xa ơn. Không khí bỗng nhiên trở nên sắc lạnh như lưỡi dao, trực tiếp nhắm vào cô bé. Ông lão hiền hậu mỉm cười bước tới, nắm chặt lấy mặt nhân á, những nếp nhăn trên tay ông chạm vào má cô, cảm giác thật ghê rợn. Ông ông cười mỉm như một bóng ma, mặt biến dạng, khóe miệng nhếch lên. Sau này, Hồng In A mới hiểu rằng những lời chúc phúc khi ông vỗ về má mình thực ra là lời cảnh báo. Mọi thứ bắt đầu từ khoảnh khắc đó. Cũng vì lời nói hấp tấp của bản thân, khi còn nhỏ, tâm hồn non nớt nghĩ rằng có thể khoe khoang, không thèm nghe những câu chuyện về việc tất cả học vấn đều được gia đình giáo dục. Vì thế, chị nhớ lại lần tình cờ gặp bác Sa ơn, và chỉ ra rằng khuôn mặt của cậu thiếu niên trước mặt hoàn toàn khác biệt. chương 53 Rồi sau đó, đã xảy ra một tai nạn xe, Hi Chu. Chiếc xe chúng ta đi, Tôi bị thương, em trai tôi đã chết trong tai nạn đó. Hi Chu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Ngay vào ngày hôm sau, khi nghị sĩ Bếp Trang Hô cười với tôi. Lời của chị gái cứ văng vẳng trong đầu Hi Chu không dứt. Tiếng phanh chói tai, chiếc xe tải lao qua vạch giữa và va chạm, mọi thứ như bị nghiền nát trong nỗi đau. Chưa kịp khóc thì em trai đã chết, trước mắt là dòng máu đỏ tươi và mùi xăng nồng nặc. Cảnh tượng hỗn loạn đó như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, sống động hiện ra trước mắt. Cùng lúc đó, mọi mảnh ghép của bí ẩn dần dần được lắp ráp lại. Vậy mỗi lần nhìn thấy Bexa xa ơn, chị gái có căng thẳng không? Khuôn mặt chị ấy luôn cứng đờ như vậy sao? Chị đã giấu bí mật này như thế nào lâu đến vậy? Khi tai nạn xảy ra, Hi Chu mới chỉ 9 tuổi, tức là chị gái đã nghi ngờ một mình suốt gần 20 năm cảm giác bất an đó ngày càng lớn dần theo sự trưởng thành của chị đó thật sự là một hình phạt vô hình thời gian cứ thế trôi qua có lần tôi đã nói với cha hong in a nhớ rõ ngày hôm đó cha chẳng hề bận tâm gì lúc đó nghị sĩ bếp trang hô còn sống ông ấy vẫn cung cấp các vụ bê bối của quan chức chính phủ cho báo san viên daily chính nhờ vậy san viên daily có được những tin độc quyền và ngày càng phát triển hai gia đình đã có mối quan hệ tương trợ lẫn nhau. Đương nhiên, cha đã bỏ ngoài tay ý kiến của tôi. Điều duy nhất ông ấy quan tâm là tham vọng trở thành kẻ tạo dựng vương triều. Vì vậy, tôi đã chạy trốn. Hong In A nghiến chặt môi nói. Vì tôi không thể nào lấy một người đàn ông mà tôi chẳng biết gì cả. Câu nói ấy khiến Hi Chu cảm thấy một nỗi đau không rõ lý do. Hi Chu dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi, vậy, Chị đã gặp anh ta vào ngày trước lễ cưới, chị gái có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Đúng, tôi luôn nghĩ về việc trở lại bên em. Điều đó có nghĩa là gì? Khuôn mặt chị gái đột ngột trở nên lạnh lẽo. Lần cuối cùng tôi gặp Bexa ơn là để cố gắng phá hủy lễ cưới này, thậm chí còn định đe dọa anh ta. Tôi đã đe dọa anh ta sẽ vạch trần bí mật của anh ta. Nghe thấy từ đe dọa Hi Chu không khỏi run lên một chút tôi tìm anh ta chỉ để đe dọa anh ta thôi hong in a nghiến chặt răng dù tôi có đe dọa sẽ vạch trần thân phận của anh ta anh ta cũng không hề chớp mắt ngược lại anh ta lại nhắc đến vụ tai nạn đó và cười quả thật là một tên điên chị gái tức giận thở hổn hển nghiến răng ken két lúc đó tôi cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc của sự thù hận của chị không phải nhằm vào hi chu mà là sự giận dữ đã nhắm thẳng vào bét xa ơn ngay từ đầu lúc đó tôi chắc chắn rằng một câu nói khi còn bé thật sự đã khiến em trai tôi chết trên khuôn mặt tái nhợt của chị gái hiện rõ một cảm giác tội lỗi sâu sắc sau đó hong in a cúi đầu như thể đang sám hối rồi tiếp tục nói nhưng ngược lại tôi đã bị đe dọa ba năm trước hong in a vô cùng kích động đầu óc bà như lạc vào mớ hỗn độn khi xác nhận sự thật mà bà vẫn nghi ngờ mọi ý chí chiến đấu đều tan biến việc trao đổi qua viết cũng có những giới hạn từ đầu đến cuối in a luôn ở thế yếu trong khi bác xa ơn lại dường như rất thoải mái cảm giác đó giống như đối diện với một lưỡi dao không cảm xúc chỉ khoác lên mình lớp da người lúc đó bác xa ơn đưa ra một đề nghị giao em gái của bạn cho tôi anh ta nói, nếu giao em cho anh ta, anh ta sẽ để tôi trốn thoát an toàn. Anh ta nói sẽ để tôi rời đi an toàn mà không bị cha phát hiện. Khi ánh mắt đầy đau đớn của bà nhìn về phía Hi Chu, một dự cảm không lành trỗi dậy. Đó là một cảm giác bản năng, một dự cảm mà không muốn nghe. Để bịt miệng, bác xa ơn yêu cầu tôi phải giao em làm con tin. Cảm giác như có ai đó đang đâm một chiếc đinh xuyên qua cổ họng dù biết điều này rất hèn hạ nhưng lúc đó tôi thật sự rất sợ giọng nói của bà run rẩy như cơn bão anh ta nói nếu giao hi chu cho anh ta anh ta sẽ để tôi trốn thoát an toàn và còn giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị lúc đó yêu cầu của anh ta chính là em gã đó thật sự là một tên điên hoàn toàn không bình thường tầm nhìn của hi chu từ rõ ràng dần trở nên mờ mịt anh ta nói sẽ giải thoát cô khỏi cuộc hôn nhân chính trị này. Đó chính là điều mà Hi Chu luôn mong muốn. Tuy nhiên, khi cô nghe thấy Bách Sa ơn lại chủ động đề xuất điều này với chị gái, trong khi mình chỉ có thể làm được điều đó qua những cuộc gọi đe dọa, một cơn giận dữ không thể kìm nén trào lên trong lòng Hi Chu. Cuộc sống hôn nhân suốt ba năm qua ra sao nhỉ? Theo yêu cầu của Bách Sa ơn, cuộc sống này chẳng khác nào cuộc sống của một con tin. Hi Chu thật không may, cô ấy cũng trở nên vô cùng bất lực, đã quen với việc bị lờ đi. Mặc dù cô đã từng thích anh, nhưng đó tuyệt đối không phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Một cảm giác mất mát khó tả ập đến trong lòng cô. Cùng lúc đó, một cơn thịnh nộ muốn xé nát mọi thứ như ngọn lửa hoang dã cũng lan rộng trong cơ thể cô. Mắt trắng của cô dần chuyển sang màu đỏ. Tôi thừa nhận, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình bỏ mặc anh mà chạy trốn. Nhưng, anh ta đã giết em trai, và ép anh đến mức này, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi. Dù đã bỏ trốn, vợ cũng không thể nhẫn nhịn được. Vương đã quyết định sẽ khôi phục mọi thứ như cũ. Tôi mới, chúng ta chưa bao giờ là vợ chồng thực sự. Cô chỉ là một con tin bị đưa đến bên tôi thôi. Thật sao, hóa ra mọi chuyện là như vậy. Khi biết được sự thật, Hi Chu cảm thấy trái tim mình thật trẻ con. Vậy nên, đừng thích người đó, Hi Chu. Anh ta là người không thể tin tưởng được. Cảm xúc mà Hi Chu vất vả mới tìm lại được giờ lại rơi thẳng xuống vực sâu. Được giờ lại rơi thẳng xuống vực sâu. Công việc dịch thuật hôm nay vốn dĩ là hoàn hảo. Mối liên kết như thể tâm hồn giao thoa với nhau thật tuyệt vời. Nhưng, sao cô có thể yêu một người như vậy chứ? Cảm xúc mà cô đã khó khăn lắm mới giữ lại được giờ đã tan vỡ, chỉ còn lại sự đau khổ vô tận. Hi Chu không biết mình đã đi đến đâu. Nhìn con đường đầy nhựa nóng, cô không biết đã đi bao lâu. Ban đầu, cuộc hôn nhân chính trị này là một cuộc phiêu lưu khó khăn được dệt nên từ sự đe dọa. Dù là con dấu của gia đình hay hợp đồng bí mật giữa chị gái và Bách Sa ơn, Hi Chu từ trong ra ngoài đều là người bị lợi dụng tại sao lại có cảm giác buồn bã đến vậy khi đối mặt với một tình huống không còn gì ngạc nhiên? Chị gái biết điểm yếu chí mạng của Bách xa ơn, còn cô thì bị coi là con tin, để bịt miệng chị gái. Ha ha, trong tình huống này, Hi Chu lại cảm thấy mình một lần nữa bị đẩy ra ngoài cửa. Cảm giác mất mát khiến cô cảm thấy kiệt sức. Cô đi đến mức gót chân đẫm máu mà không hay biết, cho đến khi điện thoại liên tục rung lên, cô mới bừng tỉnh. Số gọi đến bị hạn chế. Nhìn thấy từ ngữ lâu rồi không thấy, hơi thở của cô bỗng nhiên dồn dập. Trong lúc nói chuyện với chị gái, cô hoàn toàn quên mất cuộc gọi này. Nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang đứng ở một nơi hoang vắng không có biển chỉ đường. Hi Chu ngơ ngác bắt máy, tay cầm điện thoại run rẩy. "Chị, gần đây có khỏe không?" Chỉ là một câu hỏi đơn giản, Hi Chu phải hít sâu một hơi. "Chị đã chị đã lâu không nghe điện thoại, suýt nữa tôi đã nổi giận rồi. lúc tôi không có ở đây, mọi chuyện tiến triển thật thú vị, tiến triển thật thú vị nhỉ? anh ta cười nhẹ, làn gió lạnh thổi tóc cô rối tung. còn nhớ lời hứa của chúng ta không? cô đã hứa sẽ nói những điều tôi muốn nghe, muốn rõ hết mọi chuyện. hi chu ngẩng đầu. Nhỉ? điều kỳ lạ là giờ cô không còn sức lực để đáp lại gì nữa, chỉ im lặng cắn chặt môi. Môi đã chuyển thành màu tím vì lạnh. Cô đã hoàn toàn mất phương hướng. Chúng ta còn từng tập thoại, chị cũng đã giúp tôi nhận những lời lẽ ác ý đó. Một lúc sau, tiếng cười hời hợt của kẻ bắt cóc vang vọng trong không khí. Sau đó, anh ta từ từ ngừng cười và thấp giọng nói. "Đây là lời thú tội của tôi, cô hãy chấp nhận nó." Bước đi vô định của cô dừng lại đột ngột. Lúc đó, khi Bexa ơn chết, tôi bước đi vô định của cô dừng lại đột ngột. Lúc đó, khi Bách xa ơn chết, tôi chỉ là người ngoài cuộc. Ít. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có ý nghĩa gì? Ánh mắt của Hi Chu hoang mang và dao động Bóng tối phía chân trời dần dần kéo đến. Đây là điều tôi luôn muốn nghe. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi, tôi... Chấm 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 hoặc kép chấm. Chẳng phải cô đã... Nói, chấm 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 than hoặc kép đã muộn nhưng tôi sẽ lấy lại tất cả. Giọng của kẻ bắt cóc trở nên hơi mất kiểm soát. bé xa ơn, cái tên đó vốn dĩ là của tôi. Chấm 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 than ngoặc kép. Lồng ngực của Hi Chu như bị một cú đâm, đau đớn không thể chịu, đau đớn không thể chịu nổi. Cô chỉ có thể vô luật lắc đầu, đối diện với sự thật phá hủy cái tên duy nhất mà cô yêu thích. Kẻ bắt cóc lại cười khúc khích và hỏi. Chị, thật sự không muốn sống cùng tôi sao? cảm giác suy nghĩ trở nên chậm lại, mí mắt run rẩy, tai ù đi. Nhưng cuối cùng, một tiếng rên rỉ nóng hổi thoát ra khỏi miệng cô. Nếu tôi lại trở thành Bách xa ơn, về lý thuyết, cô sẽ là vợ của tôi. Cô có thể sống như vậy không? Điều này thật đáng sợ. Mí mắt của Hy dữ rồi, cảm giác như ai đó đang bóp chặt cổ cô. Của... Vậy thì, Siba, kết thúc nhanh đi. Ừ, nhanh lên, nhanh lên, Siba. Hoặc kép chấm. khi tôi lại trở thành bếp xa ơn tôi sẽ không mang cô theo cô không phải nói rằng cô là gánh nặng sao mặc dù giọng nói trầm thấp nhưng đầy kích động nếu cô không thể mang lại lời thú tội này lần này chết không phải là cha tôi mà là chồng cô kẻ đã cướp đi cuộc đời của tôi hắn sẽ phải chết tôi không bao giờ đùa vì vậy cô mới từ trên núi rơi xuống hi chu không khỏi run rẩy không khỏi run rẩy. Cô nhớ chứ, là ai đã đẩy cô? Không, không thể nào, không thể là như vậy. Hi Chu điên cuồng lắc đầu. Nhưng cảm giác đã bị lãng quên từ lâu lại tái hiện trong tâm trí cô. Đó là cảm giác cánh tay nặng nề đẩy vào cơ thể cô. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Họ đã cùng mọi người chụp một bức ảnh tập thể, giơ tay lên, hô khẩu hiệu. Không, không thể nào. Ngoài những người trong văn phòng truyền thông không có ai khác. Những chi tiết cuối cùng của cơ thể mới tháo chỉ vẫn còn run rẩy. Vào giây phút rơi xuống, gương mặt mà cô nhìn thấy là ai? Hi Chu bản năng cố nhớ lại, nhưng mọi thứ đều mờ mịt. Giờ thì đưa điện thoại ra đây, chị, lời thú tội, đây là mệnh lệnh cuối cùng của kẻ bắt cóc. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 54. Bét Sa ơn, là cháu trai trưởng của cố nghị sĩ Bét Trang Hô là ứng cử viên tổng thống cho kỳ bầu cử tiếp theo và là con trai duy nhất của giáo sư Shin Kyu Chin, giảng viên Đại học Hàn Quốc. Người đàn ông mà cô ấy đã dõi theo suốt 20 năm, thầm yêu và thậm chí kết hôn. Thực ra không phải là Bách Sa ơn sao? Và, kẻ đe dọa kia mới là Bách Sa ơn thật. Hi Chu cảm thấy da gà nổi lên khắp người. Dù mọi thứ đang trở nên hỗn loạn, nhưng đồng thời tất cả các mảnh ghép lại đang dần được xếp lại với nhau cả thế giới đã lừa dối cô ấy. Khi nghe tin chị gái trở về, điều duy nhất Hi Chu nghĩ đến là một cuộc ly hôn sạch sẽ, chỉ vậy thôi. Nhưng tự bét xa ơn. Tất cả những gì cô ấy biết và tin tưởng đều bị đảo lộn. Người mà cô tưởng đã chết thực ra là Bét Sa ơn thật. Thế giới của cô ấy hoàn toàn bị đảo lộn. Vì cú sốc này, ngay cả khi ở cùng một thành phố Seoul, Hi Chu vẫn mất hơn 5 giờ để về nhà trong đầu cô ấy vẫn còn rối bời, không có gì là rõ ràng. Đây không giống như câu chuyện về hoàng tử và kẻ ăn xin, câu chuyện mà cô nghe được trong ngày cung tế nói rằng cố nghị sĩ Bếp Trang Hô đặc biệt yêu thương Bếp Sa ơn đến mức trước khi cậu ấy vào cấp 2, chưa từng xuất hiện ở nơi công cộng. Vì vậy, không ai trong gia đình chứng kiến quá trình trưởng thành của Bếp Sa ơn. Vậy thì, việc đứa trẻ bị đổi đi giữa chừng cũng chưa chắc ai biết còn bố mẹ chồng sống cùng với cậu ấy thì sao liệu họ có biết hết mà vẫn giữ kín mọi chuyện sao tại sao rốt cuộc là vì điều gì hi chu chắp tay nắm chặt chiếc điện thoại ngồi trong bóng tối vậy bách xa ơn rốt cuộc là không người đàn ông luôn giả làm bách xa ơn ấy người mà tôi yêu cuộc đời của anh ta thực sự như thế nào cậu thanh niên đã từng trốn trong góc tường không dám khóc một cách thoải mái Cậu thanh niên đã từng trốn trong góc tường, không dám khóc một cách thoải mái. Cậu ấy gầy yếu, xanh xao, ghét ăn uống, miệng lúc nào cũng nói những lời tiêu cực. Người mà tôi yêu, cuối cùng tôi tưởng rằng mình đã có thể chạm đến anh ấy, tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ có một tương lai khác. Hi Chu dụi mắt đỏ ngầu rồi cầm điện thoại lên. Khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, cô ấy vô thức cầm điện thoại lên có lẽ chỉ là một hiểu lầm. Trước khi nghe giải thích của anh ấy, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Bíp, bíp, hỏi anh ấy, hỏi cho rõ ràng. Alo, 406. Giọng anh ấy nghe mệt mỏi, nhưng vẫn mang một chút ấm áp. Có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng trong khoảnh khắc, tôi nghẹn lời. Những tình huống ngột ngạt, sự im lặng của chị gái, và những yêu cầu của anh giống như đang bắt cóc tôi. Tất cả những điều này khiến tôi không thể chịu đựng được. Nhưng điều đau đớn nhất chính là những cảm xúc không thể truyền đạt được. Hi Chu dùng tay che mắt đỏ ngầu, hỏi. Tôi đã nghe thấy một số điều không thể tin được. Môi cô ấy hơi run rẩy. Phát ngôn viên của nhà xanh tạo ra tin đồn đã đủ khiến người ta bất ngờ rồi. Bác xa ơn, không phải là bác xa ơn. Điều này, có thể không? Hi Chu như một đứa trẻ đi tố cáo, nức nở bày tỏ nỗi lòng. Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn im lặng, mặc dù cô đã quen với sự im lặng, nhưng lúc này lại cảm thấy đáng sợ. Nói gì đi, cô ấy hét lên với giọng sắc nhọn. Đây là lý do để ly hôn đấy. Bây giờ, Chu có lý do chính đáng để yêu cầu ly hôn rồi. Cô ấy gần như gào lên. Và nếu ly hôn rồi, lúc đó, một giọng nói trầm và khàn khàn vang lên như âm thanh của sắt thép bị cào. Vậy nếu tôi ly hôn, đi tìm 406, anh sẽ chấp nhận tôi chứ? Cái gì? Tôi đang hỏi, nếu tôi đi tìm anh, anh sẽ chấp nhận không? Cái này có ý gì? Cô ấy nhíu mày, khó tin. Anh thật sự muốn gặp 406 sao? Vậy có sao không? Đôi mắt cô ấy hơi run rẩy. Anh, anh là thằng khốn, vợ anh đâu? Hi chu đâu? Tôi cũng biết anh là người hai mặt, giả tạo nhưng hi chu hi chu còn có thể nói gì nữa đây nói tôi yêu anh ấy sao nói tôi muốn tin anh sao nói tôi nghĩ chúng ta sẽ có một kết thúc khác sao nhưng một người phụ nữ nghèo không thể nói ra những lời đó cảm xúc chân thật nhất lúc này có lẽ cũng là yếu đuối nhất lòng tự trọng của cô ấy như những chiếc gai nhọn hoắt hi chu là người hiểu rõ nhất sự hèn mọn của việc cầu xin và nài nỉ không tôi sẽ không gặp anh. Cô ấy mở to mắt, như thể đang quyết tâm nói. Dù anh từ bỏ tất cả, sau khi ly hôn, đến tìm tôi. Tôi cũng không cần đâu, tôi ghét anh, bét xa ơn, tôi ghét anh. Từ đầu, từ lần đầu gặp anh, tôi đã ghét anh. Nếu không phải vậy, tôi cũng không đến mức nhàm chán mà gọi điện quấy rối anh mãi. Đột nhiên, trái tim tôi như bị xé nát, nước mắt tuôn trào ra ngoài tôi không biết cảm giác nóng rát đang dâng lên trong cổ họng là gì có thể là giận dữ cũng có thể là oán hận nhưng dù thế nào tôi chỉ muốn khóc thật to tuy nhiên tôi vẫn không thể ngừng nói chỉ là từ đầu tôi đã không nên gọi điện dù có sống một cách khô khan tôi cũng không nên trải qua những chuyện này không nên nói nhiều như vậy với anh không nên cứ giữ mãi trạng thái ngu ngơ như vậy những cuộc gọi quấy rối đã trở thành sợi dây liên kết để tôi biết được nhiều bí mật của chồng mình. Cuộc gọi này cũng thật sự khiến mối quan hệ vợ chồng chúng tôi trở nên căng thẳng. Nhưng đến giờ, mọi thứ chỉ còn lại nỗi đau. Hi Chu đổi vị trí, bước vào phòng ngủ của người đàn ông. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc áo khoác của anh treo trên ghế cạnh tủ đầu giường. Những điều chúng ta làm, anh có hối hận không? Hi Chu im lặng lau nước mắt, cầm chiếc áo khoác lên. Chỉ vài giờ trước, chiếc áo này còn mang hơi thở của anh. Cô chôn mặt vào trong áo khoác. Anh rốt cuộc là ai? Nếu anh không phải là bác Sa ơn, vậy anh rốt cuộc là ai? Giọng cô như thể phát ra từ vực sâu, nhưng người đàn ông vẫn không đưa ra bất kỳ lý lẽ hay lời giải thích nào. Hi Chu chỉ siết chặt chiếc áo khoác của anh, nhắm mắt lại. Sau đó, cô khó khăn thốt lên một câu hỏi đáng sợ. Anh có mặt khi Bexa ơn chết không? Anh đã tìm ra đến đây rồi sao? Khi nghe đối phương thừa nhận sự thật, Hy Chu đứng sững lại. Anh bắt đầu tiếp xúc với người đó từ khi nào? Người đó, Bexa ơn, người đã giúp anh thay đổi giọng nói. Trong lòng Hy Chu, cô luôn phủ nhận, không muốn tin rằng mình đã bị lời thì thầm của ác quỷ điều khiển. Cổ cô cứng lại, ngón tay mất cảm giác, đầu cúi xuống. Hóa ra là thật, thật sự là thật. Người đó đã đe dọa anh sao? Không, Bexa ơn là một người nguy hiểm, đừng tùy tiện dính dáng đến anh ta. Tôi nói là không." Hi Chu hét lên như thể đang tranh luận, cô ghét cách anh ấy nói cái tên Bexa ơn như thể là người khác. "Bexa ơn chính là anh, sao anh cứ nói như vậy?" Cái hỗn loạn sống động tràn ngập trong mắt cô. Dù có thế nào tôi cũng phải Hi Chu hét lên, mắt và cổ cô đỏ rực. Chỉ cần một lần thôi, dù có lộn xộn thế nào, tôi cũng muốn sống theo cách của mình. Tôi không làm những điều này vì bị đe dọa, mà chỉ muốn thoát khỏi xiềng xích. Thoát khỏi gia đình mình, thoát khỏi gia đình chồng, thoát khỏi bếp xa ơn, và cả cái tôi ngu mốc đến mức không thể nói ra được của chính mình. Mỗi lần cầm điện thoại này lên, tôi cảm thấy mình như đang dần trở nên tốt hơn một chút. Nhưng anh... Anh, là anh, là anh đã làm lay động quyết tâm của tôi. Giữa hai người im lặng rất lâu, nặng nề như thể có điều gì đó đã kết thúc. Cả ngày hôm nay quá mệt mỏi và vất vả, khi cô ấy vuốt ve khuôn mặt khô khốc của mình. Nếu tôi nói hết mọi chuyện với anh, 406 thì có gì khác không? Giọng anh ấy đầy ức chế, sắc bén như dao cắt. Với một người phụ nữ muốn tự do như tôi, tôi có thể nói gì đây? lời nói của tôi có thể sẽ trở thành một sự ràng buộc khác. Giọng anh ấy run rẩy dữ rồi. Hoặc là, nếu tôi giành được sự đồng cảm của anh, anh sẽ giữ khoảng cách với bếp xa ơn chứ? Anh đa ơn chết, vâng, tôi có mặt ở đó. Bếp xa ơn chết đuối, và tôi chỉ đứng nhìn, trong làn nước trong vắt, tôi nhìn anh ta chết đuối. Đừng nói nữa. Từ đầu đến cuối, tôi đều nhìn thấy hết. Đừng nói nữa tôi bảo anh đừng nói nữa. Hi Chu quỳ xuống đất, chán tựa vào đầu gối, hơi thở gấp gáp của cả hai hòa quyện qua dây điện thoại, nặng nề. Cô cảm thấy một cơn buồn nôn, giờ đây, cô có vẻ đã hiểu rõ về bộ mặt thật của cơn ác mộng mà anh ta đã gặp suốt từ nhỏ đến lớn. Người đàn ông này từ trước đến nay luôn mơ thấy khuôn mặt của mình, nhìn qua góc nhìn của bé xa ơn, như một cơn ác mộng vậy. Ớ, ờ, Hi Chu cố gắng nén nước mắt, ôm chặt lấy cánh tay mình. Cô hỏi với tâm trạng tuyệt vọng. Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Sao lại làm những chuyện như thế? Tiếng cười nhẹ từ đầu dây bên kia vang lên. Phản ứng này khiến cô cảm thấy một chút bất thường. Sao lại như vậy? Giọng anh thấp và trầm, như thể đã bị dày xéo, không có chút dao động nào. Đây là giọng nói khô khốc và lạnh lùng nhất mà cô từng nghe. Chương 56. Phát ngôn viên Bét Sa ơn hiện nay tỷ lệ ủng hộ của nghị sĩ Bae đang giảm nhanh chóng. Về những tin đồn ngoại tình đang lan truyền, xin ông giải thích. Tại sao không làm rõ ngay lập tức, liệu ông có ngầm thừa nhận những tin đồn đó không? Phát ngôn viên Bek Sa ơn, xin hãy nhìn qua đây. Chụp nhanh, nhanh lên. Bé Sa ơn nhanh chóng đi qua đám phóng viên chen chúc ở cửa vào và bước vào bảo tàng tưởng niệm Bek Trang Hô. Điện thoại của bố mẹ liên tục gọi đến, nhưng anh ta thậm chí còn không liếc nhìn một lần. Khi bước sâu vào bên trong bảo tàng, tiếng ồn ào lập tức biến mất. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Không biết từ lúc nào, trợ lý Park đã đến và đưa cho anh chiếc tai nghe. Ở đây sẽ có chỉ thị đặc biệt, à, anh sao vậy? Bét xa ơn không đeo tai nghe, mà chỉ chăm chăm nhìn Park Doche, khiến Park Doche ngạc nhiên nghiêng đầu. Sau đó, Bexa Sa ơn cười một cái rồi đeo tay nghe vào. Park Do từ thời đại học ở Hàn Quốc, những môn học tôi tham gia, các câu lạc bộ và hoạt động bên ngoài, rất nhiều đều trùng với bạn. Thông thường luôn giữ khoảng cách lịch sự với mọi người, nhưng giờ đây anh ta bất ngờ dùng giọng điệu thân mật, khiến Park Do phải trợn tròn mắt. Bạn có biết tại sao tôi lại chọn bạn làm trợ lý trực tiếp của mình không? Bởi vì tôi muốn kiểm soát mọi thứ xảy ra phía sau. Mặc dù sắc mặt của Park Đô che dần trở nên cứng đờ, anh vẫn thản nhiên chỉnh lại trang phục. Anh ta vỗ nhẹ lên tay áo, chỉnh lại cà vạt rồi nhìn thẳng vào trợ lý. Việc ở đây để tôi lo, bạn qua phòng chiếu bên kia kiểm soát đám phóng viên. Nếu có thể, tiện thể xem luôn phim tài liệu về Bét Trang Hô. Cái gì? Cảm ơn bạn đã vất vả. Bét Sa ơn bước lên cầu thang và tiến đến bục phát biểu. Park Đô Chê siết chặt tay lại, liếc nhìn anh một cái rồi biến mất ngoài bậc thang. Hôm nay là buổi công chiếu đặc biệt của phim tài liệu về Beck Chang Ho đã khuất. Đây là lần đầu tiên phim tài liệu về những đóng góp của Beck Chang Ho được công khai với giới truyền thông. Tuy nhiên, Beck Sa ơn cố tình sắp xếp thời gian họp báo vào cùng lúc, khiến nơi đây chật kín phóng viên của các bộ phận xã hội, chính trị và văn hóa. Đến rồi, phát ngôn viên đến rồi đến rồi, phát ngôn viên đến rồi. Đèn flash liên tiếp nháy sáng như những tia lửa, nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Cuối cùng, anh quay lại kiểm tra một lần nữa căn phòng của Hi Chu. Tâm trí anh vẫn vương vấn nơi đó, và ít hầu bất chợt khẽ rung lên. Phát ngôn viên Bét Sa ơn. Phát ngôn viên Bét Sa ơn, xin ông giải thích về tin đồn ngoại tình. Ông đã có cuộc gọi khiêm nhã với ai? Người phụ nữ đó là ai? Không hề có tiếng phụ nữ xuất hiện, liệu có bản ghi âm gốc không? Mặc dù xung quanh tiếng hò hét ồn ào, nhưng trong đầu anh chỉ có hình bóng của Hi Chu. Hy vọng cô ấy không bị tổn thương. Nếu có bất cứ điều gì đe dọa đến Hi Chu, dù chỉ là cái tên của anh, anh cũng sẽ không bao giờ đứng yên. Bây giờ, đã đến lúc anh phải triệt tiêu hoàn toàn nỗi bất an tồn tại lâu nay. Anh đang chuẩn bị phát biểu với các phóng viên thì... Nghe thấy không? Đột nhiên, một giọng nói lạ vang lên qua tai nghe bên cạnh. Giọng nói này là... Tuy nhiên, Bác Sa ơn không hề dao động, tiếp tục phần phát biểu khai mạc của mình. Chào mọi người, tôi là Bác Sa ơn. Đúng, là tôi, bạn có khỏe không? Đây là giọng nói chưa qua xử lý biến âm trong cuộc gọi đầu tiên. Đúng vậy, đây chính là giọng nói của Bác Sa ơn thật sự người mà mọi người vẫn nghĩ đã chết bạn sống tốt đấy còn tôi thì sống như một đống phân khi anh ta định tháo tay nghe giọng nói của người kia đột ngột vang lên to hơn dám thử tháo xuống xem hắn đang nhìn đấy bét xa ơn bình tĩnh suy nghĩ nếu bạn tháo nó xuống hy chu sẽ bị xé thành từng mảnh cái thằng khốn này anh nghiến chặt răng suýt nữa thì cắn nát cả hàm cháu trai thật sự của Bách Trang Hô đã khuất, bản tính lại tệ hại đến vậy. Từ nhỏ đã có tính cách tàn nhẫn, mới 4 tuổi đã giết mèo và mổ xẻ nó. Người ta kể rằng khi Bách Trang Hô phát hiện ra, cậu bé đang nhìn chằm chằm vào đôi tay đầy máu với khuôn mặt ngây thơ. Khi còn nhỏ, tôi chỉ chơi với những thứ đáng thương và dễ thương. Hi Chu cũng vậy, thật vừa vặn. Dù nói những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng hắn lại cười một cách buông thả. Tôi sẽ xóa bỏ tất cả dấu vết mà bạn đã để lại trên tên của tôi, khốn nạn. Nhưng Hi Chu, sống dưới cái tên vợ của Bét Sa ơn, thật sự là một sự phiền toái. Tôi dự định sẽ bắt đầu lại từ đầu hoàn toàn. Nghe thấy lời này, mí mắt của anh không tự chủ được mà run rẩy. Vậy đừng tháo tay nghe ra. Ngược kép, cậu phải làm theo chỉ dẫn của tôi. Bạch sĩ Nghiên cảm thấy hơi khó thở, khẽ kéo nhẹ chiếc cà vạt. Thừa nhận hết mọi tội lỗi của cậu ngay tại đây, rồi tránh ra. Nếu không giải quyết được anh ta, Hình Châu có thể sẽ mãi là mục tiêu. Nói ra trước mặt mọi người đi. Mục kép, nói ra thân phận thật của cậu. Dù vậy, khi nghe giọng nói trầm đục đầy phấn khích, người đàn ông khẽ nở nụ cười. Xin lỗi, hôm nay, cái tên Bạch sĩ Nghiên sẽ không còn tồn tại không ai có thể tùy tiện sử dụng nó. Khi danh tiếng của cậu bị hủy hoại, cái tên này sẽ lại thuộc về tôi. Cuối cùng, hai số phận ngược chiều đã gặp nhau. Lần đầu tiên gặp gỡ người nghị viên Bét Trang Hô với mái tóc trắng như tuyết là khi tôi 12 tuổi, trong một ngày nọ, khi tôi sống cùng người cha ít nói của mình. Cậu bé không có tên, sinh ra bên bờ nước. Cha cậu là một ngư dân, sống trong một túp liều nhỏ cũ kỹ gần khu đánh bắt cá xung quanh luôn tràn ngập mùi tanh của cá sáng sớm bên bờ hồ cha cậu lau cần câu từ sáng đến tối treo những con sâu nhúc nhích lên lưỡi câu ngày này qua ngày khác chỗ câu cá này chỉ có một khách duy nhất đó chính là nghị viên bét trang hô mỗi lần ông đến đây ông đều nhìn kỹ cơ thể và gương mặt của cậu bé xem cậu đã lớn thêm bao nhiêu bét trang hô không biểu lộ cảm xúc nhưng cậu bé vốn nhạy bén dễ dàng nhận ra sự thỏa mãn và bất an ẩn giấu trong ánh mắt của ông lão ban đầu cậu không biết đó là gì tuy nhiên cha cậu luôn cúi đầu trước thỉnh thoảng còn cùng bếp trang hô đi thuyền ra xa cha cha và ông lão kia mất cái gì rồi sao à, nhưng cha ơi ta không phải là cha của con đừng gọi ta như vậy ngụp kép cha cậu cứ tiếp tục mắc sâu lên câu dù sao thì ông chỉ là một ngư dân thôi mà dù bản thân là đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng rất có thể cậu sẽ dần dần trở thành như cha mình nuôi một bộ dâu dày trở thành một người vạm vỡ giống như ông cũng đứng bên cần câu treo sâu lên đó vào một ngày nọ bác chàng hồ đưa đến một đứa trẻ cấp 3 đây là cháu trai của tôi cậu bé trông không khác gì cậu khuôn mặt tràn ngập nụ cười hớn hở Tôi sẽ lái thuyền, mượn thuyền của ông nhé." Cha cậu chỉ lặng lẽ gật đầu. Khi thuyền di chuyển trên mặt nước, cậu bé chạy lên đồi. Dù đi xa bao nhiêu, vì hồ này có hình tròn, con đường trên nước cũng vẫn giống nhau. Bùm, cậu chứng kiến một chiếc bao nặng chìm xuống đáy sông, và cái bao đó từ đó không bao giờ nổi lên nữa. Bên trong có chứa đá sao? Sau đó, mỗi cuối tuần, ông cháu họ đều đến đây mỗi lần đều vứt chiếc bao nặng xuống nước cháu trai luôn cười vui vẻ trong khi sắc mặt bếp trang hô càng lúc càng u ám dần dần cậu bé cũng quen với hành động kỳ quái của họ vào một đêm gần nửa đêm cậu bé bỗng tỉnh dậy khỏi giấc mơ như thể đang chiến đấu với một con cá mạnh mẽ xung quanh tràn ngập tiếng nước văng tung tóe âm thanh của cuộc vật lộn như tiếng động chấn động khắp nơi cậu bé nhăn mặt cuối cùng cầm đèn pin đi ra ngoài. Xung quanh tối om, trong đêm đen, có người đang đứng bên bờ sông. Là ông lão kia sao? Cậu tưởng ông ta đang mò cá vào lúc nửa đêm. Nhưng khi cậu bé lại gần, sức lực trong tay biến mất. Đèn pin rơi xuống đất đá, phát ra âm thanh rõ ràng. Bét trang hồ đột ngột quay lại, mắt đỏ ngầu. Mái tóc trắng gọn gàng của ông lúc này mắt đỏ ngầu. Mái tóc trắng gọn gàng của ông lúc này dối bời, quần ông ướt đến đầu gối tay áo cũng đã ướt đến khuỷu tay ông đang làm gì vậy đừng lại gần bếp trang hô hồ thở hồn hền dưới chân ông cháu trai của ông cậu bé luôn cười vui vẻ cùng tuổi với cậu đang vật lộn trong nước lúc này cậu bé mới nhìn rõ tình hình ông đang làm gì vậy cậu vội vã chạy lại nắm lấy chân bếp trang hô cố gắng ngăn ông lại nhưng Bách Trang Hô lại ra sức đẩy cháu trai đang cố gắng đứng lên trở lại vào nước. Dừng tay, đừng có quấy rối. Ông gầm lên, ánh mắt như bị ma quái chiếm hữu. Con quái vật này, con quái vật này phải ở lại đây. Đây là vì tất cả mọi người mà. Người đàn ông tóc trắng ấy vẫn mạnh mẽ như một thanh niên. Bé Trang Hồ tiếp tục nhấn cháu trai ông xuống sâu hơn. Cậu bé hét lớn cha ơi, cha ơi vừa cào cấu cánh tay của bếp trang hô, nhưng căn nhà gỗ cũ kỹ vẫn không có đèn sáng lên. Dần dần, tiếng vật lộn dưới nước càng lúc càng nhỏ. Sau đó, giống như mọi thứ đều đứng lại. Cậu bé nhìn bếp trang hô trong sự không thể tin nổi, cơ thể không thể tin nổi, cơ thể cứng đờ không thể cử động. Khoảnh khắc này, giống như một cơn ác mộng. Tuy nhiên, bếp trang hô chỉ lạnh lùng nhìn cháu trai đang trôi theo dòng nước rồi không thương xót quay người bỏ đi. chương 55, 406, em chỉ có những lời này để nói với tôi thôi à? Cái gì, chúng ta có rất ít cơ hội nói chuyện, em chỉ muốn nói những lời này sao? Trong hoàn cảnh này, em vẫn còn làm trò đùa này sao? Khuôn mặt của Hi Chu nhăn lại, với tôi, cuộc gọi này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Vì đây là lúc duy nhất tôi có thể nghe suy nghĩ và ý kiến của 406 mà không giấu diếm tôi sẽ cố gắng tìm em, 406. Cậu đúng là đồ khốn, Hi Chu không muốn tiếp tục cuộc gọi nữa. 406, 406, cái tên phiền phức 406. Dù là do chính cô ta thiết lập, nhưng cứ mãi không thể đến được bờ bên kia. Cảm giác tội lỗi và mặc cảm tự ti thật sự đau đớn. Cô ta tưởng đã phá vỡ được chiếc hộp nước, nhưng lại một lần nữa dựng lại trong tay nghèo khó của mình. Nếu thất bại như cha thì sao? phải làm sao nếu sau khi biết sự thật, cảm thấy nhàm chán và quay đi? Dù phá vỡ được bức tường cuối cùng nhưng lại bị bỏ qua, phải làm sao? Lúc đó, chắc chắn sẽ sụp đổ. Vậy thì người sụp đổ sẽ đứng dậy như thế nào? Trong thế giới của Hy Chu, chỉ có người cha mất hồn mới là câu trả lời. Cô ta vẫn chưa có đủ can đảm để thoát khỏi 406 và cái máy biến rộng. Đây là điều tồi tệ nhất, cuộc gọi cuối cùng MP3. À, à, à. A à, tiếng chuông điện thoại sắc nhọn như mảnh thủy tinh vỡ. Hi Chu vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn, nhận ra điện thoại của mẹ đang reo lên dữ rồi. Vì đã ngủ trong lúc khóc, mắt và cổ họng cô đều sưng lên. Cạnh giường không có ai, chăn cũng không có lấy một nếp nhăn. Không khí lạnh lẽo khiến cô không cảm nhận được rằng có ai đó đã vào phòng. Vừa nhận cuộc gọi, mẹ cô đã hét lên, con đã làm cái quái gì vậy? Giọng bà như một tiếng thét, con đã làm gì mà lại có tin tức như thế này? Giọng bà ẩm ý, rõ ràng rất kích động. Yun A, à, cô ta nghĩ cái quái gì mà lại đi làm chuyện này ở công ty cạnh tranh? Cô ta muốn cả nhà chết hết sao? Giờ thằng Hong cũng đang rối loạn hết rồi. Nhà sắp nổ tung rồi. Yun A à đâu? Mẹ phải tìm cái đứa vô giáo dục đó ngay lập tức. Hi Chu lập tức tỉnh táo. Còn mẹ thì sao? Khi bác Sa ơn làm những chuyện này, mẹ làm gì? Mẹ chẳng làm gì cả nên mới xảy ra chuyện này. Một linh cảm chợt lóe lên trong đầu cô, Hi Chu bật loa ngoài và mở ứng dụng mạng, sau đó, cô thấy tin tức chiếm lĩnh các bảng xếp hạng nóng. Lạ thật, Thao Bách xa ơn đột nhiên lại quan tâm đến ai, không giống phong cách của anh ta, chắc chắn có vấn đề, tay cô run lên. Hi Chu bấm vào một trong những bài báo gây sốc nhất. Độc quyền, phát ngôn viên nhà xanh về tính cách hai mặt, bê bối ghi âm khiêu dâm tác giả Hong Yun A Phát ngôn viên nhà xanh Bét Sa ơn bị phát hiện có nghi vấn ngoại tình với một phụ nữ. Hồ sơ ghi âm độc quyền, ghi lại cuộc gọi khiêu dâm của Bét Sa ơn với nghi vấn bổ bịch, đã gây ra một cơn sóng dư luận mạnh mẽ. Trong đoạn ghi âm, Bét Sa ơn nói với người phụ nữ nghi là bồ, tôi cũng thích ăn ích, tôi không làm với vợ, em chưa thử làm một mình sao? Ai cũng biết, Bét Sa ơn là người đã có vợ, tin tức này càng làm người ta choáng váng đại diện Beck sa ơn cho biết sẽ tổ chức họp báo công khai vào chiều nay trong buổi chiếu phim đặc biệt về cố nghị sĩ Beck trang hô hy chu chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại bê bối ngoại tình của phát ngôn viên hiến công chúng choáng váng phát ngôn viên nhà xanh Beck sa ơn ghi âm khiêu dâm gây sóng gió ghi âm chấn động với những lời lẽ khiêu dâm người đàn ông hoàn hảo bị phản bội tỷ lệ ủng hộ bé cui giảm mạnh gương mặt thật của người dân yêu quý tiết lộ lời lẽ thô tục và đe dọa giết người phát ngôn viên nhà xanh ghi âm khiêu dâm bị lộ nghe mẹ cô mắng nhiếc hy chu mạnh tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi đầu cô như muốn nổ tung á à, bê bối ngoại tình của phát ngôn viên nhà xanh chiếm lĩnh các trang web lớn tìm hy chu như muốn vỡ tung ra đây là điều tôi muốn sao để bác xa ơn người được cả nước yêu mến và tin tưởng rơi xuống như thế này không phải vậy tôi chỉ muốn lợi dụng điểm yếu của anh ta để ly hôn chứ không phải đẩy anh ta xuống bùn phải gặp chị đã gặp chị đã rồi tính tiếp cái người phụ nữ đó không phải là bồ mà chính là tôi hi chu cố gắng đứng dậy từ ghế cô bước ra khỏi phòng định thay đồ thì đột nhiên bác xa ơn đã đứng trong phòng cô anh ta một tay cho vào túi quần áo khoác vắt trên cánh tay khi thấy bóng lưng của anh ta anh ta từ từ quay lại nhìn quanh phòng Mặc dù không biết hành động của anh ta có ý nghĩa gì, nhưng trong ánh mắt anh ta có một sự hoài niệm kỳ lạ. Anh ta vào từ lúc nào vậy? Cảm nhận được có người đến gần, anh ta từ từ quay người. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đối diện nhau một lúc lâu, không ai mở miệng. Hi Chu không thể nào hiểu được tâm tư của anh ta. Em có xem tin tức không? Anh ta không bước lại gần Hi Chu, khoảng cách rõ ràng làm cô cảm thấy xa lạ anh chỉ nói bằng giọng trầm và lạnh lùng xin lỗi nhưng tất cả đều là sự thật anh ta nhướng mày rồi lại thả xuống thái độ thờ ơ như thể nói chẳng quan trọng em nghĩ thế nào anh ta lại như thế này và lại như thế này hi chu khổ sở nhíu mày đừng quan tâm đến tin tức hôm nay sẽ tổ chức họp báo mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi anh ta có định dùng xì căng đan của người nổi tiếng để che đậy chuyện này không tôi phải sống như thế này sao anh ta muốn tìm 406 sao? Chúng ta hôn nhau, làm tình, tất cả chỉ là sai lầm vì lo lắng sao? Nhưng tôi tưởng ít nhất mình có một không gian riêng, cảm giác tủi thân trào lên khiến cô cảm thấy vô cùng tủi hồ. Hi Chu giật lấy hộp khăn giấy gần đó và ném mạnh về phía anh ta. Hộp khăn văng ra, va vào ngực anh ta rồi rơi xuống. Dù vậy, Bách xa ơn vẫn không chớp mắt, chỉ nhìn Hi Chu, còn cô cũng nhìn lại anh ta cô còn nhìn anh ta chằm chằm mạnh mẽ hơn nói gì đi đừng hối hận sau này nói ngay bây giờ đi hi chu nhớ lại người cha đã suy sụp miệng mở ra đúng anh ta nói sẽ nói chuyện mà cuộc trò chuyện thực sự anh ta bảo sẽ nói thế này sao mắt hi chu ngay lập tức đỏ hoe đúng nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt lưỡi cô như đông cứng lại nhớ lại lần đầu tiên gặp bách xa ơn khi còn nhỏ hi chu chưa bao giờ chủ động nói chuyện với anh ta khi nghĩ đến điều này, cảm giác căng thẳng lập tức bao trùm, thật sự là một điểm yếu tâm lý đáng ghét. Cô nắm chặt tay lạnh ngắt, cắn chặt lưỡi, nếu không nói gì bây giờ, cô cũng chẳng khác gì cha mình. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải nói điều gì đó. Đúng lúc cô quyết định cắn mạnh lưỡi, đột nhiên có cái gì đó bị nhét vào miệng cô. Đó là món tay của anh ta, mạnh mẽ đầy vào giữa răng cửa của cô, giữ chặt cầm cô lại. Em điên à, đừng có cắn, anh ta gầm gừ một cách giận dữ. Bét xa ơn nhíu mày rồi lại quay trở lại vẻ mặt lạnh lùng. Anh thở ra lạnh lùng. Anh thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại, các mạch máu trên trán nổi lên. Đủ rồi, đừng ép mình, đừng nói gì cả. Không cần phải cố tình làm như vậy. Anh rút món tay ra, thẳng lưng lại. Đừng để bụng đói, luôn phải tỉnh táo, đi đâu cũng nhớ để lại số điện thoại khẩn cấp. Dù trong nước hay nước ngoài, đi đâu cũng được, sống hết mình." Hi Chu nhíu mày, cô không hiểu những lời anh ta nói. "Kiểm tra sổ tiết kiệm của em đi, đừng nhìn mặt hội trưởng Hong nữa, đừng cười gượng nữa. Cũng không cần phải chăm sóc cha mẹ vợ, dù là gia đình cũng đừng dễ dàng nhắc đến chuyện tiền bạc. Đừng tiết lộ hết cho Hong Yun a, chỉ cần quan tâm đến phần của mình thôi. Sau đó, đến năm 30 tuổi, mua một chiếc túi đẹp và đôi giày anh dùng ánh mắt sâu thẳm như thể đang thôi miên cô, ra lệnh. Đến năm 40 tuổi, có thể nuôi một con chó nhỏ. Đến năm 50 tuổi, Hi Chu túm chặt tay áo anh ta, như muốn ngăn anh lại. Anh ta dừng một chút, nhưng vẫn tiếp tục nói như không có chuyện gì. Đến năm 50 tuổi, từ từ bắt đầu hát, "Có thể em không biết, nhưng giọng em rất hay." Hi Chu không thể ngắt lời anh ta, cô chỉ có thể im lặng nuốt xuống cảm giác nhói ở tim, tiếp tục nghe đến năm 60 tuổi, đừng lo âu, vẽ một bức chân dung tự họa. Đến năm 70 tuổi, nhớ ăn cơm cùng người khác. Đến năm 80 tuổi, chú ý đừng để bị bệnh. Đến năm 90 tuổi, anh dừng lại một chút, giơ tay ra và che mắt hi chu. Giống như hồi còn bé, tầm nhìn của cô bị che khuất, giọng nói trầm ấm càng lúc càng rõ ràng. Cả đời sống tự do, đến lúc đó, thi thoảng nhớ đến tôi. Tay anh rời khỏi mắt cô. Lồng mi Hi Chu khẽ run lên, cuối cùng cô cũng nhìn về phía anh ta, người đã quay lưng rời đi. Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như băng, tiếng bước chân im lặng đi qua phòng khách, rồi dừng lại ngay khi cửa chính đóng lại. Hi Chu vẫn đứng bất động như một bức tượng. Cô không biết đây là lời từ biệt của anh ta. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn